Đan bới tấp tấp, Trấn Thành, Ha Ji Won vướng nghi vấn hợp đồng hôn nhân. Nữ ca sĩ liên tục than thở buồn bã. Nam MC ra sức giải thích. Mà tôi nói thật luôn á, nghĩ giùm tôi thôi. Trên thế giới này có người ký hợp đồng hôn nhân, có ai ký tới 7 năm không? Tôi không nghĩ gì đâu. Mà tôi cũng không hiểu cái hợp đồng hôn nhân này nó tốt gì cho tôi nữa. Trấn Thành và Ha Ji Won là một trong những cặp vợ chồng showbiz Việt nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Đều là những ngôi sao hạng A trong nghề, nhất cử nhất động của cặp đôi luôn vào tầm ngắm của cư dân mạng. Đã hơn 7 năm kết hôn, anh và nữ ca sĩ trải qua biết bao sóng gió, hai người cũng đã vướng không ít ồn ào. Trong số đó phải kể đến tin đồn cặp đôi ký hợp đồng hôn nhân. Từng có thời điểm cả hai khiến dân tình xôn xao bởi nam MC đang bộ ảnh trắng đen kèm những câu nói triết lý ngôn tình từng gây sốt tại người ấy là ai. Còn cô lại liên tục chia sẻ những bài đăng buồn bã khiến nhiều người nghi ngờ cả hai gặp trục trặc hôn nhân. Đối mặt với những ồn ào không đáng có, anh đã lên tiếng vì quá bức xúc trước những lời đồn ác ý. Mới quen thì nói tôi là người thứ ba, quen rồi thì nói bà heo, tên thân mật của Ha Ji Won, có mới nới cũ, đám cưới thì nói che mắt thiên hạ, cả tháng nay đi quay phim mới, đầu tóc mặt tối không chụp hình chung với vợ để đăng lên, thì nói hết hợp đồng hôn nhân, sáng tạo ghê, cái gì cũng nói được, hay thiệt chứ, anh chia sẻ. Mấy anh chị thử bới tô cơm ăn liền mấy muỗng xong ngồi suy nghĩ thử xem, ký hợp đồng hôn nhân, ai ngu mà ký chi tới 5-6 năm dài dữ vậy, thấy ghét, tôi dài hạn suốt đời luôn, cho ngồi đợi chơi nè, coi chừng nào mấy bạn được đắc ý nha, thấy không nói cái làm tới, đồng hoài thiệt tình. Trong khi đó cô nàng cũng lên tiếng nguyên nhân liên tục cập nhật trạng thái buồn bã là do mắc phải hội chứng liệt nửa mặt. Đây là những lý do cô bị buồn hơn một tuần. Một người có sức khỏe tự nhiên một hôm trở thành bệnh nhân, bị sụp là sụp luôn, không biết nguyên nhân. Mọi người cũng nên chú ý tới cơ thể của mình, cô muốn cười lắm nhưng không cười được. Trong bài đăng, Ha Ji Won còn chia sẻ vlog ngắn đi Đà Lạt với hội bạn thân và ông xã. Cặp đôi đã có những giây phút thoải mái cực kỳ hạnh phúc cùng nhau. Nữ ca sĩ còn hài hước chia sẻ, dạ đi chơi mà yên bình quá, vợ chồng tụi em không chịu. Được biết đây không phải là lần đầu cả hai vướng phải ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm giữa Trấn Thành và người đẹp khiến dân tình dậy sóng. Nhiều người nghi vấn vợ chồng anh đã hết hạn hợp đồng hôn nhân nên lộ dấu hiệu rạn nứt tình cảm. Trước dư luận xôn xao, nam MC ra sức phản bác và chứng minh mình cùng bà xã vẫn còn mặn nồng. Dù vậy, Ha Ji Won lại tiếp tục gây tranh cãi khi đăng tải nhiều bài viết với dòng trạng thái đầy ẩn ý. Một bài viết cô chia sẻ trên trang cá nhân đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó cô viết: "Đừng hứa trước anh ơi, thà không hứa em không mong đợi. Anh hứa xong không làm thì em đau." Trước đó nữ ca sĩ cũng chia sẻ story buồn trên trang cá nhân. Cụ thể hình cô đang đứng hướng về thành phố ngập ánh đèn kèm dòng trạng thái: "Một người là đang, một người là đã từng, nghe đau nhỉ." Sau những bài viết ấp mở của Ha Ji Won, dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người nhận xét về những phát ngôn của vợ. Nam danh hài đã ra sức giải thích nhưng cô lại liên tục gây hoang mang. Tuy nhiên nhiều người hâm mộ đã cho rằng có thể cô chỉ muốn bày tỏ tâm trạng sau khi xem bộ phim hay hoặc đã nghe đoạn nhạc buồn. Suốt khoảng thời gian qua, Ha Ji Won thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe kém cùng những lời than thở buồn bã. Điều này càng khiến dân tình nghi ngờ vợ chồng Trấn Thành rạn nứt tình cảm. Ngoài ra, nam danh hài đăng tải hình ảnh chụp cùng bà xã Harry đầy khiêu khích dân mạng. Anh còn kèm theo dòng trạng thái: "Nè thì ly dị, leo leo." Ngoài ra, cả hai cũng xuất hiện tình tứ tại trường quay như trước đây. Là MC và ca sĩ nổi tiếng khi quyết định về chung một nhà, cả hai đối diện không ít những lời ra tiếng vào về chuyện đời tư. Trấn Thành luôn làm tốt vai trò của người trụ cột gia đình, bảo vệ bà xã và tổ ấm bằng cách khéo léo và không kém phần quyết liệt. Nam MC cho biết anh từng sợ hãi hôn nhân nhưng lại muốn lập gia đình với cô nàng. Nữ ca sĩ từng bày tỏ cuộc đời cô từ đầu đến giờ cái gì cũng thấy sai, chỉ có lấy nam diễn viên là không sai. Sau những sóng gió trắc trở, anh gọi vợ là di sản, không ngừng chia sẻ niềm tự hào về hôn nhân. Sau những lùm xùm về chuyện đời tư, Trấn Thành đã chính thức lên tiếng khẳng định cuộc hôn nhân bền vững với Ha Ji Won. Người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi nam MC có cách xử lý tử tế, đập tan tin đồn không hay.